thấy kia kìa. Em chả nhìn thấy ai cả. Lớp em ở đây có nhiều phụ huynh lắm cơ mà. Thì sao? Người ta nhìn thấy mình thế này à? Có khi học sinh cũng nhìn thấy cô giáo nữa chứ. Em chả nhìn thấy ai cả. Anh nhút nhát thế này mà lại thi vào đại học an ninh cơ đấy. Đối với kẻ thù thì phải cương quyết và khôn khéo. Đối với nhân dân ý thì phải... Đối với người yêu nữa. Đối với người yêu thì phải xông xáo, dũng cảm, không sợ gì hết. Anh mà học xong chắc lại chuyển ngành sớm. Phải đấy, anh chuyển sang ngành giáo dục như em lại càng hay. Không, em không thích chồng mình là nhà giáo đâu. Em thích anh phải là người có khí phách cơ. Ngã bây giờ, đừng đùa đấy em. Xếp cái này lên đây. Kìa, cả cái ghế kia nữa. Đấy. Học trò chuẩn bị cho cô giáo lấy chồng. Hay, hay đấy. Ông thì cái gì mà chả hay. À, ông này. Chị em nhà cái hậu thách cưới có hai cái lễ. Mỗi lễ 100.000 đồng. Ông thấy thế nào? Nó bảo bà thế hả? Có đúng không? Thằng Thắng nhà mình nó bảo. Chứ chị em nhà nó thì thách cưới con dê dô. Ba không. Cũng hay. Cái ông này buồn cười thật nhỉ. Việc đại sự của thằng Thắng nhà mình mà ông cứ hình hình hàng hàng. Thế mà được à? Thì ý chúng nó như vậy là hay. Mình cứ chấp hành. Chấp hành? Thế ý chúng nó bảo không cần, mình cũng chấp hành không mang đồ ăn hỏi sang à? Thằng Thắng nhà mình cưới vợ, người ta cho không, ông cho thế là hay à? Ờ, thì sao nào? Chúng nó không đua đòi, như vậy là hay chứ. Thế tôi hỏi bà nhé, ngày xưa mà tôi cưới bà ấy thì... Thôi, ông lại ca bài tình xưa rồi. Thôi được rồi đấy, mọi việc đã xong cả rồi. Các em tập trung lại đây nghe cô dặn đây này. Các bạn ơi, tập trung nghe cô giáo dặn kìa. Ngày mai các em được nghỉ phụ đạo. Mai anh hỏi cô Hậu, các em đến ăn kẹo nhá. Thế có phải mặc quần áo đẹp không ạ? Có. Có phải đeo khăn vàng đỏ không ạ cô? Có. Có phải mang theo ấm chén? Có chứ. Và phích không mà cô? Được rồi, các em đi. Chúng mình chào cô. Các em học sinh kê bàn ghế à? Trường đứng ra tổ chức, cho nên các em học sinh cứ đòi đi theo để giúp cô giáo. Ngày mai ăn hỏi ký hậu, nên nhờ các em tiếp tân luôn. Ừ, cũng hay đấy. Mà giờ này ký hậu vẫn chưa về à chị? Còn chán. Cậu Thắng được cái bộc tuệch bộc toạc, cô Hậu nhà này kỹ tính lắm. Chả hiểu đi thuê váy cưới ở trên huyện hay lại kéo nhau lên tỉnh. Còn một tuần nữa cơ mà. Thì thế. Ăn hỏi xong, đi chia quà có mỗi xóm này. Học sinh thì nghỉ hè rồi, có việc gì để làm nữa đâu. Tính kia hậu thì em biết, nó chu đáo tàn tiện lắm. Nhưng thôi, đi mua đồ cưới cũng là những ngày trăng mật đấy chị Hiền ạ. À. Đẹp, nhưng đắt quá chị ạ, à. Bằng cả tháng lương. Bây giờ ai quy ra lương nữa hả em? Kiểu váy Italy này. Xem nào. Ok. Sao lại ok? Anh ném tiền qua cửa sổ à? Chị có giày đỏ không? Có chứ. Áo giày đỏ, quần trắng, khăn vành dây. Cho phủ dâu bê chát, 50.000 một bộ. Em thích bộ nào? Loại này theo hình chữ hỷ. Loại này chị ạ. Thêm chiếc chải đầu kiểu gì? Kiểu Hàn Quốc hay Hoa hậu Hà Kiều Anh? May cho em đấy, mùa hè vắng khách. Chỉ 150.000 thôi. Ừ, chị ơi, kiểu Hàn Quốc ý chị ạ. Những 150 à? Ừ.
Chị có hoa trắng cài đầu không? Bây giờ ai người ta còn cài hoa trắng nữa. À có, có 15.000 một cành, chị sẽ khuyến mại cho em luôn. Vâng, chị cho em một cành. Hôm cưới em mặc bộ này chị ạ. Sao lại thế? Cô dâu phải mặc váy chứ. Mặc váy đi đường làng ngượng lắm, lại bẩn mất. Em mặc áo dài đỏ này là nổi lắm rồi. Các chị giáo viên trường em sẽ bê cháp phù dâu. Các chị ấy, chị nào cũng áo dài cả mà. Còn thuê gì nữa không? Thế là đủ rồi chị ạ. Em chỉ thuê có một bộ áo dài đỏ, 50.000 thôi á. Vâng, vâng. Cho em đặt tiền trước ạ. À, chị ơi, em muốn mua mấy bộ quần áo của trẻ sơ sinh. Mua ở đâu rẻ hả chị? Chưa cưới mà đã mua quần áo trẻ sơ sinh. Mấy tháng rồi hả em? Không phải. Em có bà chị ruột. Mấy hôm nữa là sinh con đầu lòng. À... em muốn mua chiếc cho cháu, lấy khước mà chị. Thảo này, nhà mình nghèo, đồ đạc tuềnh toàng quá. Hay là thế này Thảo ạ, ngày mai đám hỏi, nếu trời mát, ta dọn bàn ghế ra sân. Chứ nhà cửa thế này, chị không muốn nhà trai thấy nhà mình cám cảnh quá. Chị nói hay đấy, ở ngoài sân thoáng đãng hơn. À, chị Hiền ơi, sao giờ này anh Phách vẫn chưa về? Thế anh ấy có biết việc nhà mình ăn hỏi khí hậu không? Chị đã nhắn lên rồi, nhưng có khi anh ấy chả về đâu. Trông trại cho người ta, có mỗi một thân một mình, xin nghỉ lấy ai trông thay. Nghỉ lắm, nhỡ người ta không thuê nữa thì khốn. Cô bảo về làng, lấy đâu ra việc tháng 500 bây giờ? Chạy cách đây có hơn chục cây số thôi mà. Thế đấy. Thôi, anh ấy về cũng chẳng giúp được việc gì đâu. Để anh ấy trên trại tu trí một thể. Hôm dỗ bố mẹ chị, anh ấy về chỉ thắp được nén hương rồi lại cầm chai rượu đi ngay. Chị cũng chẳng ngàn. Nghe nói bố mẹ chị trăm tuổi cách nhau có mấy ngày. Cả làng đồn là bố mẹ chị chết trùng tang. Vì thế bà mẹ Thắng cũng chẳng vui vẻ. Việc Thắng lấy cái hậu nhà này cũng có lý do đó. Lại chênh lệch giàu nghèo nữa. Cô tính bố mẹ chị mất đi, để lại căn nhà siêu vẹo cho hai chị em. Lúc đó không chết đói là tốt lắm rồi. May mà cái hậu nó có chí, học hành làm được cô giáo, cứu cánh cho cả nhà. Sắp tới cái hậu nó đi lấy chồng, anh Phách lại đi làm thuê ở trên trại. Chị sinh cháu, không biết xoay sở ra sao đây. Đầu hồi hai nhà kề nhau, chị việc gì phải lo, gọi khẽ cũng nghe được. Mà để em bảo với cái hậu, cưới xong chớ có đẻ vội. Thắng nó cũng vừa thi đỗ đại học, như thế là hợp lý rồi. Chả tính trước được đâu Thảo ạ. Được đến đâu hay đến đấy. Hai chị em gái ở với nhau, cây hậu nó mong nhà có tiếng trẻ con lắm. Hậu nó thích bọn trẻ lắm, chị đẻ chắc nó vui lây. May ra nó hoãn đẻ đến lúc Thắng tốt nghiệp đại học thì ai biết mấy. Tính trước thế nào được. Đất lề quê thói, ở làng mình ai lấy chồng mà đẻ muộn
là hàng xóm đã nói điếc tai lên rồi. Cứ như chị đây này, lấy anh Phách là trưởng ngay. Cơ chừng này chưa đầy năm mẹ đã đầy tháng con. Mà anh Phách thì chắc là em biết rồi đấy. Thì anh Phách là dân vùng biển mà, trai vùng biển vẫn nổi tiếng. Ừ, cây hậu nó có văn chương, nó bảo anh Phách như con ngựa bất kham, chị lại cầm cương được là giỏi. Em vào trang trại đi. Gì mà đực mặt ra thế? Con chứ không nhìn thấy gì? Dạ vâng vâng. Ở nhà có tình hình gì mới không? Dạ, không có gì mới anh ạ. Anh có mua dây thép gai trăm rào nốt không? Còn thiếu à? Vâng ạ. Hay là bán hết lấy tiền uống rượu rồi phải không? Oan em quá. Anh vừa cho em lấy lương hôm trước mà. Tôi trả lương trước cho anh để gửi về nuôi vợ sắp đẻ. Giờ là uống rượu, lấy đâu ra? Tôi chết. Em thề, em mà bán bớt dây thép cai lấy tiền uống rượu thì vợ con em chết bất đắc kỳ tử. Cầm lại thế đâu à? Thôi được, mấy nữa tôi mua về cho mà làm. Thôi bây giờ ta ngó xem có ai theo dõi không nhé. Vâng. Ai? Dạ. Chó Văn Xích hả? Dạ vâng ạ. Gà con mới nở, em sợ chó ăn mất cho nên đêm em mới thả nó ra để cho nó tuần tiễu ạ. Tốt, cứ ở ngoài đấy, bao giờ tôi gọi mới được vào đấy. Vâng ạ. Anh ơi, lại đây em bảo này. Hả? À? Anh mà đặt ra ngoài đấy, có mà lấy ông tôi ở bụi này. Trời. Bao nhiêu năm làm việc con người, trớn một chiều tóc trắng như vôi, lá úa trên cao rụng ngời. Sao mày hát câu đấy thế? Anh không thích à? Nghe chữ kiếp người cứ làm sao ấy. Sao người ta không gọi là cuộc đời mà lại gọi là kiếp người? Thảm quá. Anh không thích thì em thôi vậy. Anh Thắng này, đám cưới mà em ăn mặc tùng tiệm thế này, anh có buồn không? Em hỏi anh mấy lần, anh cũng trả lời em ngần ấy lần rồi cơ mà. Em vẫn thích hỏi mãi xem thực lòng anh thế nào. Anh rất thích. Tình em quyết đoán như vậy, em lại càng rõ là của anh, chúng mình là của nhau, cho nên em mới chủ động tự nhiên như thế. Anh vui thật đấy. Ông viết diễn văn à? Không. À, gọi là diễn văn thì cũng được. Từ nhỏ đến giờ tôi đã viết bao nhiêu bài diễn văn, phát biểu ở bao nhiêu cuộc họp. Ngày mai ăn hỏi, trước hai họ, tôi sợ quên quên nhớ nhớ, nên phải viết cho thật kỹ. À, bà này, thế giờ tốt ý, người ta gọi là giờ hoàng đạo. Thế ngày tốt thì người ta gọi là ngày gì bà nhỉ? Thì cứ gọi là ngày lành tháng tốt là được. Gớm, thế mà về hưu còn định hành nghề viết diễn văn, viết báo cáo thuê cơ đấy. Cái thứ ấy có bao giờ phải dùng đến cái chữ ngày lành tháng tốt đâu. Đến bà cũng phải bồn chồn như tôi nữa là. Thằng Thắng đi đâu mà lâu thế không biết. Tôi định nhờ nó lai ra phố mua thêm 2 cân mứt sen, rồi trầu cau. Tôi chưa thấy đám ăn hỏi nào mà lại không có trầu cau cả. Chúng nó rất có đầu óc thực tiễn. Bà xem, cả làng này còn ai ăn trầu nào. Ông xem, trông lễ chưa được tâm tất lắm, phải thêm trầu cau vào thì trông lễ mới sang. Tôi thấy đẹp rồi. Ông thì cái gì cũng hay, cũng đẹp. Thì ý nhà gái như thế, thằng Thắng nó có phàn nàn gì đâu. Nhưng mình phải có con mắt, có cái tâm. Mỗi lễ thằng Thắng bảo 100, nhưng mà tôi bỏ vào đấy 500. Ông xem có được không?
Cũng hay. Lại cũng hay. Ông có biết vì sao ông thấy hay không? Tôi làm sao biết được hết ý bà. Chọn vợ kén tông. Tôi cứ trờn trợn về cái chữ tông ấy. Ông thầy nói ra, hàng xóm nói vào, cũng chỉ xoay quanh cái chữ tông đó. Nhưng con Hậu thì thật là quý nhân. Muốn bước qua dư luận thì mình phải sắm cái lễ cho thật đầy đặn, thì con dâu mình mới được cao giá. Thôi, em xuống đây cũng được. Anh đi về nhé. Tối anh đợi đấy. Chị Thảo, bàn ghế đâu ra thế này ạ? Học sinh lớp cậu mang đến đấy. Ngày mai nhà trai họ sang mà nhà cửa sơ sài thế này à? Cái gì thế này? Sắp lễ làm gì đấy chị? Cô Thảo chu đáo quá. Sắp sẵn bàn thờ để mày về lễ cáo. Xin phép bố mẹ ngày mai được đám hỏi đấy. Ôi, xinh thế. Em mua quần áo cho thằng cu đây. Siêu âm mà sai thì cũng chẳng sợ. Quần áo trẻ sơ sinh có phân biệt được con trai con gái đâu nhở? Đây này, cả tá nữa đây này. Đây, đây là gối chặn bụng cho em bé. Được chưa? À, hay là Hậu bảo Thắng đèo lên trại gọi em Phách về. Nhà gái mình cũng phải có một người đàn ông chứ. Thôi mà, có thì tốt, nhưng có khi có anh ấy lại chẳng hay đâu. Anh Phách nhà chị vụng về lắm. Ơ, à, họ nhà gái mình cũng có đàn ông đấy chứ. À, đây thôi. Ngày mai chỉ cần cu cậu này có mặt trong bụng mẹ là đủ rồi. Thật đấy, khoa học người ta đã chứng minh bào thai trong bụng mẹ đã có ý thức nhận biết rồi. Này, chị Hiền đã kiểm chứng rồi đấy. Ừ, cô Hậu hôm nọ bảo mình cứ thử nói chuyện với thằng cu trong này xem sao. Đêm đến, mình thấy nó đạp dữ quá. Mình bảo, con ơi, con ngủ đi, đừng nghịch thế mẹ đau lắm. Thế là nó im đấy. Thật á? Ừ, sáng nay thấy nó im lặng, chị lo nhỡ có chuyện gì. Chị lại bảo, con ơi, dậy đi, đừng ngủ muộn thế. Thế là nó lại ngọ nguậy đấy. Đấy, nó nghe chuyện, nó lại đạp đấy. Con ơi, ngủ đi, đừng đạp, mẹ đau lắm. Ôi, chẳng lẽ lại chuyển dạ? Hay là này, thế thì khám người ta bảo bao giờ đẻ? Vào khoảng tuần sau. Khám từ bao giờ? Tuần trước ạ. Chuyển dạ thật rồi. Anh Thắng, có chuyện gì thế? Bác ạ, chị Hiền cháu chuyển dạ hay sao ấy? Thế à? Bác phải xem thế nào ạ? Ờ, được rồi. Bác ơi, cháu chuyển dạ hay sao ấy? Chuyển dạ thật rồi, phải đưa đi viện ngay thôi. Đưa cái màn cho bác. Vâng ạ. Làm gì mà khóc? Cứ bình tĩnh, để đưa chị Hiền đi. Chịu khó một chút. Phải cứng rắn lên. Đau, đau quá. Đừng khóc nữa.
Thắng đâu? Anh ấy lên chạy tìm anh Phách rồi. Kia rồi, Thắng. Anh Phách đâu? Có tìm thấy Phách không? Phách đi vắng, không có ai ở trại cả. Anh viết giấy cài ở cổng. Chị Hiền lên bà đẻ chưa? Hậu ơi, anh Phách ơi. Chị ơi, bác sĩ ơi. Chị ơi, chị Hiền đẻ chưa hả chị? Mở bao nhiêu phân rồi hả cô? Thủy ơi, chuẩn bị xe chuyển sản phụ. Vâng. Sao thế hả chị? Sao lại phải chuyển đi? Chị Hiền phải chuyển đi đâu ạ? Cô là người nhà của sản phụ Hiền à? Vâng, vâng ạ. Phải chuyển lên tuyến trên. Thế là thế nào ạ, bác sĩ? Tất cả mọi người ở ngoài nhá. Sao cửa phòng mổ lại ồn ào thế này? Dạ thưa bác sĩ. Mọi người phải bình tĩnh, ngồi xuống đây. Phải hết sức bình tĩnh nhá. Chuẩn bị 5 cơ số máu, cấp cứu rau tiền đạo. Ôi, sao? Rau tiền đạo à? Bác ơi, rau tiền đạo là thế nào ạ? Là nguy đấy cháu ạ. Chết. Mọi người trật tự nào. Bác sĩ. Chị ơi. Ai là người nhà của sản phụ Hiền? Dạ đây ạ. Theo tôi ký giấy mổ. Rau tiền đạo không phải là một bệnh. Sản phụ khi chuyển dạ đẻ, rau bong ra, bất ngờ kéo theo một loạt mạch máu của dạ con bị đứt. Mổ đẻ là chuyện bình thường, nhưng sản phụ Hiền bị rau tiền đạo nên phải mổ cấp cứu tại chỗ. Nếu bây giờ chuyển lên tuyến trên thì sẽ không kịp. Chúng tôi quyết định can thiệp trực tiếp. May ra còn cứu được đứa con. Nếu gia đình đồng ý thì chị ký vào đây. Vậy thôi. Kiều, bình tĩnh nào em. Nào ta biết. Thank you.
Ông thầy tướng nói đúng quá. Ông ấy độc mồm thì có. Ông ấy gieo quẻ cơ mà. Mày nếm thử xem sao. Có mất vệ sinh không? Mất mất cái gì? Mày là mẹ của nó. Mẹ con với nhau thì có gì là mất vệ sinh. Này. Vẫn còn nóng lắm. À. Đây. Sao bọn mình ngu thế nhở? Không mua quách cái loại sữa tiệt trùng cho nó ăn là xong. Có được không nhỉ? Sao lại không? Thôi con ạ, nó là cái duyên cái số. Con chán cái chuyện số má lắm rồi. Thắng ơi, ông thầy tướng bảo không biết chừng con chị nó đi, con gì nó thế. Làm gì có chuyện đó. Con ơi, thiên hạ có chuyện đó rồi đấy. Không ít đâu. À, cũng phải thôi. Đúng là cái vạ trời đầy. Ông vận động nó ra Hà Nội học thêm tiếng Anh để nó thoát. Đừng để vận đen của chị em nhà con Hiền cứ quấn mãi nó thế này. Cậu về đi. 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 Cậu vào, hậu trông thấy lại khóc. Nhà này mấy ngày hôm nay tràn ngập nước mắt rồi. Hậu định tính sao? Tính toán toán gì được lúc này. Tôi đã phải an ủi nó. Thằng bé có ngày sinh trùng với ngày giỗ của mẹ nó. Chắc chắn nó sẽ giỏi ra. Biết đâu mệnh của nó lại phù cho bố nó nên người. Hậu nó đang yên lòng. Cậu cứ về đi. Đừng khuấy đảo lòng nó lúc này nữa. Khuấy đảo? Chị nói thế mà nghe được à? Ơ kìa. Tôi không thể là người bất nhân vô tình trong lúc cậu đang khốn đốn thế này. Rồi sẽ qua đi Thắng ạ. Thắng cố xa hậu, cứ về đi. Rồi một ngày nào Thắng sẽ hiểu ý tôi là thật lòng. Chị Thảo này, người ta bảo con chị nó đi, con gì nó thế. Ai nói? Ai lại độc mồm như thế hả? Lại còn nghi ngờ đến thế kìa. Vậy thì cậu đi đi. Cậu đi ngay đi. Mày nghe thấy Thắng nói gì rồi chứ?
Thắng này. Thôi, cậu cứ tiến hành làm đám cưới đi. Người ta nói đoạn tang là tang cha tang mẹ, chứ cô Hậu việc gì phải đoạn tang chị rồi mới đi lấy chồng. Các cô các cậu thì vẽ chuyện. Còn thằng con tớ, tớ sẽ mang nó lên trại. Này, nuôi đàn lợn, đàn gà, đàn chó, đàn vịt, tớ còn chẳng sợ. Nuôi thằng bé, có gì đâu. Ôi giời thiên hạ, khối thằng nuôi con như tớ. Ở trên trại, tớ mà không xin được sữa, thì tớ bắt sữa bò, sữa trâu, đổ vào mồm nó, nuốt tuốt. Khối đứa ăn mày, tớ đẻ con sò sòn rồi đấy. Này, nói gần nói xa, chẳng qua nói thật, nhá. Việc cưới xin, cậu cứ vô tư mà tiến hành đi, nhá. Tớ, thay mặt vong linh cô Hiền nhà tớ, miễn lễ ăn xin ăn hỏi, nhá. Tớ, biếu không cô Hậu nhà tớ cho cậu, nhá. Anh im đi. Sao hôm nay cậu lên giọng thế hả? Cậu không rắn mặt bằng thằng này đâu. Chuyện người lớn nhé. Cái việc cô Hậu xin là con tớ làm con nuôi. Còn lâu nhé. Cùng lắm, tớ cũng chỉ cho cô ấy ôm ấp nó đến đầy tháng. Lúc đó đám cưới xong, cậu lên đường vào trường nhập học là vừa. Sáng năm Hậu đẻ đấy một đứa con, có phải là vẹn cả đôi đường không? Thôi đủ rồi. Thế này, chửa xong đâu? Chỉ có anh mới là chửa xong. Này 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 này, có chào nhau thì đừng chào kiểu ấy. Ây da. Anh vừa đi uống rượu đâu về mà to tiếng thế? Mà cậu Thắng, cậu có tội tình gì mà anh băm bổ người ta? Chết, tôi quá lời à? Anh vào nhà đi. Thảo, Hiền đi rồi, tôi vào nhà e không tiện. À, mà thôi, cho tôi vào thắp nén nhang cho mẹ cháu. Tôi muốn gặp con, cho tôi thắp nén nhang vậy. Cô Hậu à, tôi hoàn cảnh quá. Ngân này tuổi đầu mà không có lấy một túp lều, một mảnh đất. Thôi thì vận hạn ập đến với tôi. Tôi nhờ cô trông nom cháu
qua những ngày đen đỏ này. Chứ tôi không thể về đây để trông cháu được. Là em vợ anh rể mà. Tôi giữ là giữ cho cô. Chứ còn cái thân phận tôi không nuôi nổi con, chắc cũng chả ai trách. Hậu ơi, Hậu. Chị Thảo. Thế Phách đi chưa? Vừa đi rồi. Chị vào đây với em. Ở nhà một mình em sợ lắm. Ừ. Hương khói ít thôi, không ám lắm. Dạ. Chị Hiền chết thiêng chắc cũng chẳng trách móc gì đâu. À chị Thảo này, chị kể ngày xưa chị đẻ cái Vân không có sữa, phải nuôi bộ toàn bằng sữa bò. Thế mà cái Vân bây giờ to khỏe ra phết đấy. Thế mà người ta cứ bảo nuôi con bằng sữa mẹ là tốt nhất. Đúng đấy. Ngày xưa tao còn phải nghĩ ra bao nhiêu là cách. Nào là ăn chín quả trứng gà, rồi chân giò ninh hoài sơn ý dĩ, rồi ăn cháo lá sung, rồi lại còn lấy cả lược trải vú nữa chứ. Này, mày biết không, ông Sơn nhà tao á còn phải bú chuồn chuột mấy tuần liền và vẫn chả thấy sữa đâu. Khiếp. Thế mà ông ấy chịu bú á? Không bú mà được à? Tất cả chỉ vì câu sữa mẹ là tốt nhất. Mà ông ấy bú tao còn khó chịu gấp mấy lần ấy chứ. Nó cứ... Mà thôi, nghĩ lại mà ngượng chết đi được. À, mà sao mày sợ tay Phách ẵm thằng bé lên trại nuôi bộ thật à? Còn lâu. Thế mày có giữ được không? Để rồi xem. Em tính nuôi con đâu chỉ cần sữa, cần cháo là đủ. Trăm thứ bà dằn, tay Phách làm sao kham nổi. Bà 7-21 ngày lại ôm con về gửi em thôi. Anh mới lên. Bỏ khăn đi. Trại này có tang à? Dạ vâng ạ. Lại bàn tờ nữa. Rách việc quá. Dạ bẩm. Anh cho em để nhờ. Em chưa biết để ở đâu bây giờ ạ. Có một vợ mà cậu lập những hai bàn thờ à? Bàn thờ ở nhà là đủ. Cậu định rước vong linh cuối lên đây ở riêng à? Hiền ơi, sao em lại bỏ con đây thế này? Cám cảnh quá. Thôi anh Phách ạ, anh tìm cho tôi một người thay anh. Tôi sẽ giúp anh ít tiền, về nhà mà kiếm sống nuôi con. Anh thương em đang định có lời xin anh đưa thằng con lên đây ta túc. Cái nhà thằng con trai em đang ở khi mẹ nó còn sống còn là nhà của em, bây giờ em không dám về đấy nữa. Dạ thế đấy, cô Hiền mới mất mà cô em vợ đã đuổi bố con cậu ra khỏi nhà. Không 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 không, anh, cô ấy đâu có đuổi bố con em đi, mà cô còn hoãn cưới để nuôi đứa cháu. Hiện mất đi rồi, em về đây sống sao tiện. Thế có khi lại hay đấy, vợ mất đi gì thay chỗ. Khối nhà làm thế đấy cậu Phách à? Không anh ơi, em không dám nghĩ thế đâu. Cô Hậu nhà em là người có học, có bằng cấp hẳn hoi, gia đình chồng tương lai của cô ấy lại là gia đình bề thế, mà tay chồng sắp cưới của cô ấy vừa thi đỗ đại học an ninh đấy. Thì sao nào? Thì anh bảo còn sao nữa,
hoàn cảnh của em như thế này mà anh lại bảo con chị nó đi, con gì thay chỗ. Thay là thay thế nào hả anh? Đây. Ờ, đánh tiếp. Vẫn thế. À, chờ tí nhá. Này, cậu nhớ lại xem, đêm cô Hiền mất là trước hay sau 11 giờ? Dạ trước anh ạ. Đêm đó cậu say cơ mà. Em hỏi lại rồi, bệnh viện ghi rõ hẳn hoi. Có việc gì thế anh? Đây đây. Thế. Rồi rồi. Trước 11 giờ đêm là của ngày 28. Sau 12 giờ đêm là sang ngày 29. Hai ngày hôm nay tôi đánh số 28 mà đến nó vẫn không chịu về. Hôm nay nó vẫn gân không chịu ra. Vậy là quá tam bà bận. Hết cửa. Dạ. Anh để em ngày đêm khấn vong linh cô ấy cho đề ra con 28 cho anh ạ. Thôi, lằng nhằng quá, lan man quá. Đây cả tim múp. Thôi, quay trở lại việc chính. Cậu phát biểu đi. Cậu có tìm được người thay cậu không? Hay để tôi phải ra tay? Bao nhiêu năm làm kiếp con chợt một chiều tóc trắng như vôi, lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, bác ạ. Thôi, cháu khóc nhiều kiệt sức đấy. Bác vào nhà đi. Thì cháu đặt tên cho nó chưa? Dạ, cháu định đặt tên nó là Cường ạ. Thế chờ dễ gọi. Rõ là tên con trai. Hậu này. Hôm nọ tháng sang đây gửi cháu chút quà này, cháu không nhận là phải. Nhưng bác lại nghĩ khác. Nếu không có cái tai họa bất ngờ này ập tới, thì đây là lễ của nhà giai dâng sang nhà gái. Cháu mồ côi nên chị Hiền sẽ là người nhận. Giờ chị ấy vội đi, bác gửi cho cháu Cường, còn chị ấy nhận. Cháu phải thay mặt chị Hiền mà nhận lấy để nuôi cháu Cường mới đúng. Còn những thứ này theo cháu nên để đâu? Bác thấy dâng lên hương hồn chị Hiền là phải hơn cả. Trước khi Thắng lên tỉnh tìm lớp học thêm có gặp cháu phải không? Thắng đã báo bác rõ mọi ý định của cháu. Như vậy là tốt. Cháu phải nuôi nấng bé Cường, chứ trông cậy gì được vào cậu Phách.
Anh Thắng ở lại học luôn là tiện việc. Cháu biết rồi à? Anh ấy có gọi điện về trường. Chị Thảo nhận tin rồi báo cho cháu biết ạ. Thắng phải củng cố kiến thức vi tính để nhập học, còn theo kịp bằng anh bằng em. Còn việc nhân duyên, ta cứ theo ý trời, tính trước sau được. Vâng, tính làm sao hết được thưa bác. Để tìm cách gỡ chuyện cho bố cháu Cường, cháu đã phải xuôi tay. Cũng theo ý trời bác ạ. Bác nghe chưa rõ? Trời cho cháu Cường cho cháu, cháu phải giữ, phải xa anh Phách ra. Càng xa càng tốt. Nếu trời mà đổi ý, trả cháu Cường về cho anh Phách, cháu cũng sẽ tính sau. Nam Mô A Di Đà Phật. Có lạy tổ tiên, lạy thanh mơ bay, lạy tiền chủ. Con xin cô Nguyễn Thị Hiền sống khôn thác thiên về đây ra tay chỉ đạo cho con đề 28 của chủ trại này là Nguyễn Văn Mời rực sáng long lanh, để chủ trại không bắt con thôi việc. Ôi con 28 ơi là con 28, con xin dập đầu sám hối. Say hả? Có chưa? Cho vài bữa nữa. Lên 850 rồi đấy. Phải. Hạ tròn 800 đi. Hôm nay con gì đây? 28 nhá. Nhiều. Còn 28 nha. Bằng con 800 nha. Khùng rồi à? Ăn quả liều hả? Này, thêm con 29 cho chắc ăn. Cũng ngần ấy, cũng 800 nha. Ấy, chưa xong đâu. Gì thế? Ngày sinh của con vợ tớ. Quên chưa hỏi. Chết rồi. Ránh con ngày sinh, liền con ngày tử. Nó có chạy đằng trời. Hiền ơi, báo mộng cho anh đi. Thôi, tắt đi. Trước sau là 2,4 triệu nhá. Lão Lương Khử nhà chị là không có nhẹ tay với ai đâu. Lương Khử á? Lương Khử là cái thá gì?
con vợ tớ, nó để lại cho tớ một cục vàng nha, 2,4 triệu chứ 24 triệu cũng chả là cái đinh gì gì nhá. Cứ để đấy vào cho nó bú đi. Này, cứ để lại đấy rồi vào cho nó bú đi. Này, ngực mày ướt hay là da sữa đấy? Cả hai. Thôi, thế thì vào cho nó bú đi. Sữa ra thế này phí quá. Nó bú chán rồi. Em sợ lắm. Sao? Sao lại sợ? Chị quên cảm giác anh Sơn nhà chị bú thay con rồi à? Trời ơi, chị có chồng rồi, còn như thế nữa là em. Em không chịu nổi chị ạ. Có thật là không trứng gà lá sung không? Thật mà, em chỉ thử thôi. Nào ngờ sữa nó cứ ra ào ào. Chị ơi, trời cho em rồi. Trời cho thằng Cường là con em rồi. Những lúc nổi cơn, ta cũng hay mang chăn ra giặt như thế này lắm. Khiếp, chị nói bạo thế. Phách, Phách, dậy. Dậy. Mày say à? Mày bỏ ngay cái bàn thờ kia đi. Có tao với tao rồi đây này. Dạ vâng, em xin bỏ ngay, em xin phá ngay. Thôi, cứ để đây đã, không lại họa vô đơn chí đấy. Em xin đi khỏi trại này. Em mà không đi khỏi đây thì kỳ này thằng Nơ Khử nó xin em tí tiền. Nơ Khử nào? Hả? Mày cũng lại đề đó mà. Cũng như anh thôi. Láo toét. Cũng như anh thôi. Cũng chỉ tại theo anh thôi. Em cũng theo anh nhắm con 28 rồi con 29 cho nó chắc ăn. Đen quá. Nó không chịu ra. 2,4 triệu 2,4 triệu tất cả. Đào đâu ra bây giờ? 2,4 triệu cơ mà. Em thua rồi. Mình thua rồi. Em xin đi khỏi đây. Em đi. Khoan đã. Còn gỡ được đấy. Ừ. Cậu có một cục vàng cơ mà. Cục vàng. Con thì con dại. Tay thì trắng bộp. Trắng trơn, trắng sạch, trắng nhơ, trắng nhớp. Này, ông đừng có mà hạ nhục nhau lúc này nhá. Chưa chẳng đến như thế đâu Phách ạ. Gỡ đi. Anh lại cho em gỡ à? Cả đời em, cả đời con em. Tạnh đi. Tớ sẽ là ân nhân của cậu. Cậu có một thằng con trai thơ dại, nuôi nổi nó không? Bán à? Phải đấy,
cậu có mang nó đi cùng trời cuối đất, cậu có mang nó vào cả trong tù cũng không nuôi nổi nó đâu. Phách này, nó sẽ cứu cậu ngay bây giờ đấy. Bán đi, bán nó vào chỗ cao sang như trong mơ ấy. Tụi Tây đang xin con nuôi. Sao thế? Nó là con trai, lại chưa đầy tháng, không sợ người ta bán vào ổ chứa làm đĩ làm điếm đâu. Cứ bán đi, vào cửa da trắng hay da đen thì mặc lòng. Nó ưa vào cửa nhiều tiền, rồi nó sẽ làm nên công trạng cho mà xem. Thằng này là có số xuất ngoại, giờ sinh chung với giờ tử của mẹ nó, rồi nó sẽ bay lên cho mà xem. Bác ơi, con tưởng chạy bà cốt khi ăn mới múc ra cho nóng chứ ạ? Đúng ra là như vậy, nhưng lát nữa đông người múc sẵn thế này cho tiện. Chờ phải có người múc, đang ăn mất ngon cháu ạ. Bánh thuốc sắp được rồi đây. Xong chưa Hậu ơi? Xong rồi đây. Chuẩn bị đi, 5 phút nữa là đổ. May quá, chị Thảo có con rồi, bày cách làm đầy tháng cho cháu Cường. Một mình cháu thì chịu. Một mình là thế nào? Cả một xóm đây, lại cả các cô giáo, học sinh, súng lại là xong. Vâng, cả nhà chùa nữa chứ. Hôm cháu lên chùa làm tuần thứ tư cho chị Hiền, các sư bảo đầy tháng thằng Cường trên chùa nấu cho nồi bánh đúc. Ừ, nhà chùa nấu bánh đúc khéo lắm. Thằng bé đến là ngoan. Cả huyện biết tin cháu có sữa, nuôi con thay chị Hiền, ai cũng mừng. Nó biết nghe đấy bác ạ. Cháu nói chuyện với nó suốt ngày nên nó ngoan lắm. Kìa cháu. À, ngoan nào. Con nín đi cho dì mát ruột nhé. Đấy, nó nín ngay đấy bác ạ. Gớm, ngắm suốt ngày mà không chán à? Hậu Hậu. Ấy ấy, để bác làm cho. À, đổ đi. Đổ đi. Đổ mạnh tay vào. Thế. À, hay cho thằng Cường một miếng nhá. Nóng thế này nó ăn làm sao được? Ăn được chứ. Thì quét cho nó một tí vào miệng cũng là ăn. Này Phách. Dạ. Cậu có biết $1,000 là bao nhiêu không? Bao nhiêu gì ạ? Đúng là thằng ngố. $1,000 là bao nhiêu tiền Việt không? Anh lại hỏi em cái thứ đó. Cả đời em đã nhìn thấy nó bao giờ đâu. Mà họ trả bằng tiền Việt cơ mà. Tôi mệt với cậu quá. $1,000 tức là 15 triệu 4. Thôi, cho 15 triệu tròn. Cậu trả lão Lương Khử 2,4 triệu. Còn lại, cậu mua một cái xe tàu. Tôi cho cậu chạy xe ôm mà kiếm sống. Ở đây, trong trang trại, coi như là tá túc. Tôi không phải trả tiền lương cho cậu, mà cậu cũng không phải trả tiền thuê nhà. Đời lên tiên rồi. Vâng, đời lên tiên rồi. Giấy chứng sinh của thằng bé đâu? Dạ, em lên bệnh viện xin, nhưng họ bảo cô Hậu cô lấy từ hôm thanh toán viện phí rồi ạ. À, thế chưa về nhà lấy lên đây à? Dạ, em ngại. Nhỡ cô ấy hỏi thì em biết trả lời thế nào. Thôi được, thế mà cũng đòi làm bố. Đằng nào cậu cũng phải về xã làm giấy khai sinh. Bảo cô đưa giấy chứng sinh thì mới làm được. Đây là bản mẫu. Lên xã cậu có việc chép y chang. Nào, bây giờ khai thử đi. Tên nó là gì? Dạ Cường ạ. Họ gì? Cái gì Cường chứ? Dạ, em là Trần Phách.
không có tên đệm à? Không, em chỉ là Trần Phách. Mất thời gian quá, thôi cứ thế mà khai. À, đến mục tên mẹ, nhớ ghi cho rành rọt, chết ngay lúc đẻ con. Thế có cần giấy chứng tử không ạ? Có. Cậu thông minh đấy, giấy chứng tử đâu? Dạ, cô Hậu cố giữ rồi ạ. Thế làm sao mà đòi được cả giấy chứng tử lẫn chứng sinh ạ? Thì sao nào? Con cậu cơ mà. Cậu đòi lại, chứ không phải xin xỏ đâu. Phức tạp quá. Lên tiền đâu có dễ. Thôi được, anh bớt chút thời gian hướng dẫn em làm một cách đàng hoàng. Nhá. Rồi. Hay đấy. Tên ngắn thế này, bọn Tây nó dễ đọc. Lại con 28 chết tiệt. Sẽ có ngày con 28 nó lại cứu mày. Ơ, hôm nay là đầy tháng con cậu à? Tôi chết, em không nhớ ra. Hôm nay là đầy tháng nó. Em lại không về làm cỗ. Mấy giờ rồi anh nhỉ? Để làm gì? Lần trước về thăm nó, cô Hậu dặn là phải về sớm, xay bột, quấy bánh đúc. Trời ơi, em lú lẫn quá. À, hay là anh cho em về theo xe, đến ngã Ba Côi, em xuống chạy bộ về nhà, kẻo mang tiếng chết. Thế bỏ chạy cho ai? Ôi, chuối ở đâu mà nhiều thế này? Chuối anh Phách mang về đấy. Chị ăn chuối đi này. Ôi, lại chuối à? À, sao cả ngày hôm nay không thấy anh Phách về? Hôm nay đầy tháng thằng cu mà. Anh ấy bảo dạo này trên trại loạn lắm. Bọn trộm đánh bà chết hai con chó, bị chủ trừ lương. Cho nên anh ấy chẳng cho hưởng cường đồng nào. Chỉ có chuối thôi. Mà thôi thì cũng là tấm lòng của người ta. Chị đi chơi về đấy à? Chơi bời cái gì? Biết đâu đấy. Anh Sơn nhà chị cặm cụi trên rừng. Mà nghe nói trên lâm trường có cả dàn karaoke nữa. Phận ai người đấy lo. Vừa ăn cơm xong, nghe mẹ mình bảo gặp ông Phách ở ngoài đường, mình mới chuột dạ. Chạy sang đây xem ông ấy có đòi mang thằng cu đi không. Đòi thế nào được? Thì hôm trước Thắng gặp ông ấy bên bờ giếng, chả thề là chỉ cho cậu nuôi thằng cu đến đầy tháng đi thôi. Anh ấy lúc nào chả thề rơi thề dụng. Anh ấy về xin giấy chứng sinh để làm giấy khai sinh cho thằng Cường đấy. Làm giấy khai sinh? Thế mày làm không được à? Thì thế. Nhưng anh ấy bảo bố làm cho con mới hợp lý. Em cứ đưa giấy chứng sinh cho anh ấy, xem anh ấy có làm được không. Ông ấy không làm được, lại đem về để mày làm chứ gì. Em cũng bảo thế. Anh ấy lại còn lấy cả giấy chứng tử của chị Hiền nữa chứ. Sao? Phải cần ngay giấy chứng tử để làm gì? Anh ấy sợ lên ủy ban họ vặn vẹo. Anh ấy không quen đi làm giấy tờ mà. Này, tao nghi lắm. Anh ấy thì làm được trò trống gì mà nghi. Chị trông cháu hộ em một tí. Em xuống bếp rửa chõ xôi rượu chị nhá. Này, nuôi con mọn mà suốt ngày ngửi mùi men mùi mốc, không khéo gì sinh bệnh. Nhưng mà khổ quá, khách mua cứ hỏi. May mà sinh thời chị Hiền nấu rượu truyền nghề cho. Giờ sẵn có mối, em cứ nấu đại đi. Thêm được đồng nào hay đồng đấy, chả tội gì.